Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng qua, người dân trên địa bàn các xã Đồng Sơn, Song Khê của thành phố Bắc Giang không khỏi bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường từ nguồn nước thải công nghiệp đổ ra từ dòng kênh tiêu thoát nước qua địa bàn. Vào mùa khô, lượng nước thải đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phóng viên thời sự đã có mặt tại đây để phản ánh về tình trạng này. Đây là tuyến ngòi tiêu úng chảy qua địa bàn thôn Đồng Sau của xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. Thì hiện nay thì cả cái tuyến này đã bị ô nhiễm môi trường bởi tình trạng nước thải công nghiệp đổ về đây. Ngoài một số lượng cá đã bị chết thì tình trạng ô nhiễm môi trường đây đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Quá ô nhiễm mà ngứa lắm chú ạ. À. Đi găng tay đấy. Chứ không kia được đâu, ngứa lắm. Mà nó chất hết. Tinh nó cây sen rồi thì cây coi như thế là cây gì là chết sạch. Cá ở chân qua cái chỗ kia nhá. Nối đầy. Gia đình bà Trịnh Thị Mỹ ở gần tuyến kênh, mặc dù luôn đóng cửa nhưng không thể nào ngăn nổi mùi ô nhiễm xộc thẳng vào nhà. Cả hai ông bà năm nay đã 80 tuổi nhưng nay phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngay cả một bữa cơm cũng không ngon. Quanh năm ngày tháng nó đen ngòm hết cả da mà rất là cháy nắng giờ rời đâu mà mưa dầm đâu là mùi nó nồng nặc lên. Coi nó bốc lên nhà tôi ăn cơm toàn phải đóng cửa thôi. Dân sống ở đây chung quanh đây nhục lắm bác ạ. Quá khổ. Trên tuyến kênh chạy qua thôn Đồng Sau có tới vài chục hộ nằm gần tuyến kênh. Theo người dân, đây không phải lần đầu họ phải chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm, mà tình trạng này kéo dài trong vài năm trở lại đây và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đi qua cái mùi ở đây nó bốc mùi lên hôi thối chứ không thể chịu được. Đấy. Cái nhất thứ hai là bà con ở gần người quanh đây là nhà cửa lúc nào phải đóng kín cửa. Đấy, rồi các cháu học sinh này rất ảnh hưởng đến có lại là bệnh tật rồi là tim về phổi trong này. Cái ô nhiễm môi trường cách đây đã lâu rồi, mong các cấp chính quyền là các cơ quan nhà nước là xem để làm nào cho cái nước này nó trong sạch cho người dân được hưởng lợi. Tuyến kênh này có chiều dài khoảng 4 km chạy qua các xã Tiền Phong, Yên Dũng và Đồng Sơn, Song Khê của thành phố Bắc Giang. Đây là kênh phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên nay trở thành nơi xả thải của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để trả lại môi trường trong sạch cho tuyến kênh cũng như đảm bảo đời sống của người dân.